Kenapa tak Kenapa tidur tak tidur lagi? lagi? Chính trị là thủ đoạn, là dơ bẩn, là mưu mô, là quỷ quyệt để cái người làm chính trị đạt được cái mục đích của mình. Như em thấy là nó có những cái cảnh hành động rất là gây cấn, rất là bạo lực, kiểu hơi cận chiến đó. Nhưng mà bộ phim thì cũng rất là may mắn, bởi vì từ những cái khâu đầu tiên khi bắt đầu bước vào cái giai đoạn sản xuất là cả ekip cũng đã bàn tính rất kỹ, rồi cũng làm việc với lại ekip nước ngoài để làm như thế nào để loại bỏ những cái điều mà mình không có được sản xuất ở thị trường Việt Nam. Thì đối với những cảnh đánh nóng như vậy thì cũng được bên cục điện ảnh hỗ trợ rất là nhiều, cũng giống như là bên Bộ Công an cũng đã tham gia vào để góp ý rất là nhiều cho từ khâu kịch bản cho tới khâu dựng, và đó là một trong những cái điều may mắn để chúng ta có được một cái sản phẩm hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Lại một lần nữa chúng ta có thể có quyền tự hào là phim hành động Việt Nam bây giờ nó đã khác xưa và đã tốt hơn rất nhiều. Mà câu hỏi cũng rất nhiều người thắc mắc là với những hình ảnh mà họ thấy khi mà thị trưởng Tạ Đức Chí tặng cái bằng tưởng lục cho Ngô Thanh Vân trong văn phòng của thành phố Westminster, thì họ không thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trong cái khuôn hình đó. Phải chăng là lá cờ này đã được cất đi hay là vì chụp mà không thấy? Xin thị trưởng Tạ Đức Chí có thể trả lời câu hỏi này. Rất là cảm ơn câu hỏi này của anh. Khi mà chúng tôi chụp tấm hình này, cô Ngô Thanh Vân chụp tấm hình của chúng tôi trong một cái thời gian nó phải nói là nó rất là nhanh, tại vì cô sắp sửa, cô trước lúc mà cô lên, cô nói là cô phải ra phi trường qua bên Canada để mà lo về cái việc mà chiếu phim cái bộ phim này của cô bên Canada, thì cô dừng lại, cô vô phòng của tôi. Và lúc mà đây là cái chuyện có thật, là khi mà cô chụp cái tấm hình đó của chúng tôi á, chúng tôi còn không thấy được cái tấm hình đó. Khi mà cái tấm hình đó được quý vị nào đó đưa lên trên mạng Internet, lúc đó chúng tôi mới thấy cái tấm hình đó. Thành ra chúng tôi không biết là lúc mà chụp hình thì những cái người bạn của cậu đi theo chụp như thế nào. Nhưng mà riêng tôi đó, thì rất là rõ ràng là ở trong cái khoảnh khắc đó thì tôi chỉ chụp hình với lại cô Ngô Thanh Vân. Kenapa tak tidur lagi? Và ngay cá nhân tôi, chúng tôi cũng không thấy tấm hình đó. Như vậy thì thị trưởng Tạ Đức Chí có thể cho biết là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó vẫn nằm ở đó từ bao lâu nay, hay là cái lúc... cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là nằm trong văn phòng của tôi là từ lúc mà tôi đắc cử làm chức vụ nghị viên lên thị trường, lúc nào cũng nằm trong nhân vật của tôi, không có vấn đề. Như chưa vậy, bao giờ mà chúng tôi di dời bất cứ một lá cờ nào. Như vậy có nghĩa là kenapa tak tidur lagi ha? Vấn đề là
anh là thị trưởng, anh là người Việt quốc gia trong cộng, anh phải biết đâu là sự thật, anh biết đâu là đúng đâu là sai, anh chọn làm việc đúng thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, mà anh chọn làm việc sai là vì một là anh thiếu hiểu biết, hai là anh ngây thơ, ba là anh có thể bị cộng sản mua chuộc. Thì anh hành động mà hành động của anh bị người ta lên án thì anh phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, và anh không thể là gọi là trốn tránh được, phải nói thẳng như vậy. Đó, tại lý ông là một nhà dân cử, thường thường người ta nói dân cử thì họ chỉ lo cho quyền lợi của cử tri hay của những dân cư chung chung, nhưng tôi thấy ông đặc biệt. Thưa ông, như vậy ông có sợ thì quá đáng, các ông có ngại ngùng khi kỳ thưa ông khi mà ông đến với những người với cờ vàng ba sọc đỏ cho mượn lá cờ vàng, thưa ông đại đắc ký đây, vâng, đây là cờ vàng ha, cảm ơn ông, và ông đã xác định lập trường. Quang hôm thị trưởng quay về đây, yeah, tại văn phòng thị trưởng của lá cờ này luôn mà nói tới phía ra chưa Ngô Kỷ, Ngô Kỷ thì ông hỏi tới phía ra chưa Ngô Kỷ, Ngô Kỷ rút chưa? Nghe nói cho tôi nghe, ông với là treo cổ tại Hai Lê Diệp với là Tạ Đức Trí, ông là rút ra chưa? Hả? Rút ra chưa Ngô Kỷ? Đây là lời nói của ông Tạ, ông đồng trọng. Nó chỉ thẳng mặt mày á, đồ chí phèo bôn xa. Mày không có làm được cái gì cho cộng đồng, mày không có làm được một cái mày à gì hết á. Mày chẳng trống hơn cộng sản được một cái mày à gì hết á. Mày chỉ hả cái con cặc để cho người ta chơi thôi. Đã bôn xa, đã đâu. Đã đâu Việt Cộng, đâm bôn, đủ kỹ. Ô, hay xài. Thằng Lượng. Thêm thằng Lượng nữa là. Cái trà đầu Lượng tay là. Cả hai thằng như là cái đấu phân nữa, tao chết đấu phân cho hai thằng. Mày thối nhưng mà mày không biết là mày thối từ trên xuống dưới, mày thối từ dòng họ ba đời, chó cha mày, và mày thối từ trên xuống dưới. Tôi hỏi chị thế nào sao hôm nay cái người mà chị vừa mới nói ra này, chị muốn nói điều gì? Cháu không có muốn nói điều gì, nhưng mà cháu nhịn hết. Cháu nhịn bao nhiêu ngày nay không có làm được một cái gì ích lợi hết đó, chị có chống phản. Chị nói ai? Ngô Kỷ, thằng Lượng, hai tên tay sai, nằm vùng. Mẹ, cái đồng tiền của tụi mày á không đáng sách dép cho bà. Chúng tôi tin tưởng đồng hương tại hải ngoại, họ sẽ lên tiếng, họ sẽ phán xét. Họ sẽ phán xét và họ sẽ lên tiếng, họ sẽ tẩy chay bất cứ những cái hành động nào khi họ thấy là cái hành động đó có cái tính chất tuyên truyền cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Mà cái chúng tôi đặt vấn đề là tại sao một người đại diện cho một cái nghị quyết cờ vàng, một cái người đại diện lãnh đạo cái phong trào đấu tranh chống lại cái nghị quyết 36 mà lại vinh danh cô Ngô Thanh Vân là một người đang hợp tác với Bộ Văn hóa Thông tin, làm việc với Bộ Công an để mà sản xuất ra những cái phim được Bộ Thông tin, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao kiểm duyệt, chấp nhận và cho đồng ý phát hành. Thành ra cái chuyện như vậy là chúng ta lập lờ, chúng ta đánh cháo khái niệm, có nghĩa là người Mỹ người ta không hiểu được. Người Mỹ người ta sẽ không có chống cái phim này, cái rạp Mỹ sẽ không chống phim này, và bản thân chúng tôi, Khải Đào cũng không chống cái phim này. Chúng tôi chỉ đặt vấn đề là tại sao một người đại diện cho những người chống cộng đưa ra những cái nghị quyết cờ vàng tuyệt đối ngăn cấm, không cho cộng sản, không cho cán bộ, không cho văn công thâm nhập cộng đồng, mà lại đứng ra vinh danh một cái phim mà cái phim đó là lại ca tụng Bộ Công an, để cho bây giờ họ nói là lãnh tụ chống cộng đã quy hàng, đã chấp nhận, đã công nhận văn hóa phẩm Việt Nam và đã hòa hợp hòa giải, bắt tay với Bộ Thông tin Văn hóa Việt Nam để phát hành phim trong nước, để chấp nhận phim trong nước. Đó là chấp nhận nghị quyết 36, không còn chống đối nghị quyết 36. Một cộng. Kenapa tak tidur lagi, ha?